Khu chợ này cách nhà cầu thủ Hoàng Thị Loan hơn 20 km. Thế nhưng, với những người dân và các tiểu thương bán hàng tại chợ Trúc Sơn, cái tên Hoàng Thị Loan không còn xa lạ với họ. Bố mẹ cháu bán hàng ở đây được cỡ khoảng độ 10 năm nay rồi. Những lúc mà không đi đá thì là cháu lên đây giúp bố mẹ cháu là bán hàng. Kể cả những hôm mưa mà bạn đi nghỉ nó cũng lên. Thấy bạn ấy là người dễ gần, thân thiện. Chung là chăm chỉ. Đây cũng là hình ảnh quen thuộc của cầu thủ Hoàng Thị Loan đằng sau sân cỏ mỗi khi về nhà thăm bố mẹ. Một Hoàng Thị Loan khác biệt hoàn toàn với khi thi đấu trên sân cỏ. Cô dậy từ 2:30, cô làm hàng cũng dậy theo mẹ, đi lấy hàng cho mẹ rồi. Xong rồi đi đưa hàng cùng mẹ, chúng ta bán hàng cùng mẹ. Nói chung Loan Loan cũng con người cũng chăm chỉ, rất thương bố mẹ. Ở bên ngoài thì nó thùy mị lên này, nhưng vào trong sân cỏ thì cháu đá bóng được, kiên trì và kiên nhẫn, đeo bám cầu thủ và dẻo dai. Rất là tự hào là có một người phụ nữ mình là như Loan, đại diện cho đá bóng nữ Việt Nam mình. Hoàng Thị Loan sinh năm 1995, là hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội và tuyển nữ Việt Nam, được nhiều người biết đến từ SEA Games 30 khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng. Sở hữu lối đá thông minh, khỏe khoắn, Hoàng Thị Loan đã gặt hái được vô số thành tích đáng nể trong sự nghiệp của mình, thậm chí được một tờ báo nổi tiếng của Thái Lan bình chọn vào top 10 cầu thủ nữ xinh đẹp nhất châu Á. Mình đến bóng đá cũng là một cái duyên do một người bạn ở làng đã rủ mình đi chơi. Mình và Loan thì quen nhau từ hồi ấu thơ. Hai đứa rất thích đi đá bóng rồi các trò chơi khác, cũng ngẫu nhiên thôi. Thì em được giới thiệu đi tuyển sinh ở dưới huyện ấy ạ. Thì em có rủ Loan đi cùng. Hai đứa cứ học xong cái thứ là chờ nhau, sau đó là đạp xe đạp cùng đi xuống dưới huyện tập. Đến đấy tập luyện và dạy những kỹ thuật sau đó thi đấu. Hồi đấy thì mình 13 tuổi. Đấy kiểu rất là ham chơi với cả vui vẻ, nên là dù có xa đến mấy cũng vẫn thích đi và yêu thích luôn. Đi học về là ngày nào 4 giờ chiều ngày nào cũng xuống sân đấy. Năm lớp 6 thì bên thể dục thể thao là chuyển học và đưa em ra ngoài thị xã Hà Đông đấy, đào tạo về môn thể thao cho em nó học, ăn học ở đấy. Tuyển thì cô không muốn cho đi, cô của con gái chân đi tay mềm đi đá bóng nó vất vả. Mẹ nhìn trên truyền hình đấy cứ chấn thương nhiều, tranh chấp quả bóng vất vả, thì mẹ không muốn cho con đi đâu, thôi ở nhà. Con gái thì đá bóng gì mà em là không nghe, quyết định là theo cái môn thể thao này. Cái khó khăn nhất trong giai đoạn đầu đó là mình mới tập, thế nên là cái thể lực của mình chưa được tốt, sức chưa có, kỹ thuật chưa có. Cái thời điểm đó thì chạy đối với mình đó là một cái áp lực lớn. Đến cái thời điểm mà mình biết chơi bóng đá cũng như là mình xác định là chơi chuyên nghiệp, đi theo con đường bóng đá rất lâu, thì mình đã phải cố gắng rất là nhiều, nỗ lực rất là nhiều từ từng buổi tập hết sức mình ấy, để có thể hoàn thành được những cái bài tập mà ban huấn luyện đề ra. Hoàng Thị Loan tập luyện và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội với 3 lần giành chức vô địch U19 quốc gia cùng với đội tuyển trẻ của Hà Nội. Năm 2011, cô thi đấu chuyên nghiệp cho câu lạc bộ Hà Nội 2, được chọn vào đội tuyển quốc gia. Tại đây, Loan có 3 lần giành ngôi Á quân giải vô địch quốc gia. Bên cạnh đó, cầu thủ Hoàng Thị Loan cũng lập được nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế. Năm 2018, cô có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ giải vô địch Đông Nam Á. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Hoàng Thị Loan phải đối mặt với sức ép từ gia đình. Năm 2018, hết hợp đồng là năm mình, cô không cho đi nữa. Thực lòng là năm nay con cũng nhiều tuổi, thôi bỏ nghề đá bóng đi, thôi về đi lấy chồng. Em nó về rồi, nó bảo nghỉ, ở thì nghỉ càng tốt. Thì cũng bảo là bây giờ thôi, bóng đá thì nó cũng gọi là quá tuổi, làm nào như thu xếp mà về lấy chồng. Không lấy chồng ấy, lúc tuổi có tí tuổi rồi sợ mọi người lại chê bơi. Còn em nó bảo là ế thì chả ế được đâu, bây giờ đẻ nhiều đâu mà lấy sớm. Cứ nói thế thì chú biết thế nào được.
từ trước giờ thì mình đi đá bóng thì cũng rất là ít xung đột. Nhưng mà cái thời điểm mà mình khi mình lớn ý, thì bố mẹ cũng muốn con cái là sớm lấy chồng và lập gia đình sớm. Mình không thích cái một cái người mà bố mẹ thích nên là mình với cả bố mẹ đã xung đột với nhau. Và mình cũng nói những cái lời hơi lặng lời với bố mẹ. Có thời điểm thì có thời điểm mình đã làm cho bố mẹ rất là buồn và mình đã không nghe lời bố mẹ. Và có thể cũng là cãi nhau bố mẹ. Mình với cả bố mẹ là mất khoảng một khoảng thời gian là không nói chuyện với nhau. Bây giờ mình suy nghĩ lại là đáng nghĩ ra mình không nên làm những cái điều như thế. Bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con cả. Bây giờ mình cũng muốn nói với bố mẹ là con cảm ơn bố mẹ đã quan tâm con cũng như là nuôi con lớn. Con rất là biết ơn bố mẹ. Con hy vọng sau này là con sẽ không làm bố mẹ buồn nữa. Những cái gì mà con có làm sai hay như nào thì mong bố mẹ có thể là hiểu được con cái và cũng là thông cảm cũng như là tha thứ cho con. Ở nhà cảm thấy mình cũng rất là chán rồi. Mình cũng muốn là lên đội là để được vui hơn, được nói chuyện với bạn bè nhiều hơn và được chơi bóng để quên đi hết mọi sự buồn. Thì các thầy giáo huấn luyện về tận nhà xin lại cho em nó đi theo. Chú lần đầu chú bảo là bây giờ em nó đã về thì thôi thì cho em nó về nhà lấy chồng. Thầy giáo coi như là về cứ hỏi gia đình thu xếp cho em nó đi một vài năm nữa. Với đội tuyển nó đang yếu thì chú mới hỏi Loan là thế bây giờ con có đi nữa không? Nó bảo là thì con lại đi tiếp. Thì cái thời điểm đấy là mình cũng suy nghĩ lại rồi, mình cũng rất là muốn. Nghe là lần thứ hai thì ban huấn luyện có về nhà thì lúc đấy là mình đã quyết định là nói chuyện bố mẹ và mình đi đá lại. Đã đến tầm 30 tuổi là hết sức là con phải về, không theo đuổi nữa cái nghề này. Theo cái nghề này rồi thì về nay mai về thì chẳng có công ăn được làm gì, thế lại đi bán hàng gì thì bán thôi. Chứ còn cái nghề này thì vất vả, bươn trải này, nắng mưa, con gái là mất hết sắc. Ngày xưa con gái bé bé nhưng mà xinh lắm. Bây giờ đi đá bóng bươn trải lắng mưa ra trông xấu nhiều. Nghỉ một thời gian dài rồi, khoảng nửa năm rồi thì cái sự mà cái sức lực của mình cũng như cái cảm giác về bóng thì nó gần như là cũng mất dần rồi. Và huấn luyện viên đã cho mình giáo án riêng mà mình tập một mình. Lúc đấy mình đã rất là nỗ lực để có thể là có một thể lực tốt để chơi cùng các bạn. Thời điểm đấy là đá SEA Games. Lần đầu tiên là mình được cái đá giải quốc tế và được huy chương vàng, mình rất là vui. Mình nghĩ là đó là cái sự lựa chọn đúng đắn. Và bố mẹ cũng rất là vui và tự hào về mình. Cô cũng vinh dự. Cô nghĩ bảo là may thôi để mình lại cho con đi năm nay lại được SEA Games, vinh dự cho con. Đáng kể Loan ở nhà thì là không được cái vinh dự như này. Lúc đấy mình có gọi điện về cho nhà, thì gọi điện cho bố. Mình bảo là hôm nay mình thi đấu. Thì bố bảo là thế cố gắng thi đấu thật tốt con nhé. Mình được chúc như thế mình rất là hạnh phúc, vui và hạnh phúc. Xong rồi lúc đấy mình bảo vâng, con đã cảm ơn bố. Một lúc sau mình suy nghĩ lại, mình không quen nói những cái lời đấy với bố mẹ từ trước đến giờ. Từ lúc đấy trở đi thì mình có nói chuyện với bố nhiều hơn và quan tâm bố nhiều hơn. Được tin cái thì hôm sau chú làm 20 mâm, mời tất cả anh em họ mạng, hàng xóm đang giềng, thế là ăn liên hoan.
Đến thời điểm hiện tại, hậu vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội ngày càng hoàn thiện về kỹ năng chuyên môn. Hoàng Thị Loan hứa hẹn là nhân vật không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch châu Á diễn ra từ 20 tháng 1 đến 6 tháng 2 tới đây tại Ấn Độ. Chuẩn bị cho giải đấu này, trong suốt nhiều tháng qua, Hoàng Thị Loan đã cùng các cầu thủ nữ của đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện. Thế nhưng, một ngày trước khi lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn cùng đồng đội, chấn thương cũ tái phát. Thể thao là thế, bóng đá là thế, rất nghiệt ngã. Những vận động viên, những cầu thủ có thể có những chấn thương, những rủi ro xảy đến bất cứ lúc nào. Không thể góp mặt cũng như chiến đấu cùng với đội tuyển bóng đá nữ trong giải đấu sắp tới. Nhưng Loan sẽ là khán giả cổ vũ nhiệt thành nhất cho các đồng đội của mình và chúc cho Hoàng Thị Loan sẽ sớm bình phục, quay trở lại thi đấu, tạo lập nên những thành tích vẻ vang cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.